cứ đi lang thang vậy nè. Nếu mà nhà không bị đâu đi lang thang. Bây giờ ra đường ở thôi. Đó là hôm thoát chạy đó nhà sát cái con không bằng nó cái gì đùa cái này nó mày nhiều luôn hả chung như đó chứ vậy cháu quấy bị nhốt kia rồi bờ nào đây lên trên đây sẽ ưng nhậm nước rút mic á đây mà nó gặp lên đây mới vừa xong vừa thấy kia đứng khiêng lên. Bước lại đây sợ cho đồ đi về mày. Ồ. Đây lên đây đi. Khu này ngập mẹ ngập cành. Hết luôn. Hai mẹ nó mới mất mà.